Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng nhà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn nhập cùng anh Dũng, chị Jenny Đỗ được lên chỗ nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa phù hộ cho chúng con, xin Chúa ban muôn ân lành cho tất cả thiện nguyện viên, bao nhiêu người đã bỏ công sức công lực để làm nên cái lễ hội này. Xin Chúa gìn giữ các bạn được nhiều sức khỏe, được bình an cho ngày hôm nay và ngày mai để hoàn thành xong cái mission này. Quý anh chị, cô chú các bác ở gần xa, xin hãy thêm lời cầu nguyện cho chúng con để có thể hoàn thành xong. Bây giờ mới chương trình thôi nhưng mà rất mọi người rất là đuối vì cả tuần nay đã thức khuya và dậy sớm, cho nên xin quý anh chị, cô chú các bác, ông bà thêm lời cầu nguyện cho chúng con, cho tất cả mọi người, cho cộng đồng Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam mình, và thêm lời cầu nguyện cho ba người quý ân nhân của tụi con là anh Nhật Phùng, chị Jenny Đỗ và anh Donald Dương. Con luôn tin rằng các anh chị luôn đồng hành cùng chúng con. Ok, bây giờ là chương trình là 12 giờ bắt đầu thì bây giờ là 10 giờ sáng. Tất cả thiện nguyện viên đang chuẩn bị để làm xong cho cái trên trang trí. Thì hiện giờ đây là cái cổng chào Windmill, cầu vồng, nói lên những sự yêu thương. Chúng ta khác biệt nhưng chúng ta cùng lòng, cùng trí và cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Thì đó là cái ý nghĩa của cái cầu vồng màu của cái trống trống này. Thì khi mà gió bay lên sẽ rất là đẹp. Thì các thiện nguyện viên đang làm ở đây. Em chào anh Billy. Cảm ơn anh. Hello. Dạ tội nghiệp. Hôm nay là chuẩn bị final cho khai mạc của cái việc. Thấy thì cảm ơn trong ban tổ chức nha, nhất là theo này. Dạ không có đâu anh. Một người coi như rất là vất vả để làm cái chương trình. Hai trăm năm mươi thiện nguyện viên lẫn anh, không phải em. Dạ. Nhưng mà em là người coi như xuất sắc nhất luôn á. Dạ không có đâu anh. Có thể gọi là cái đầu tàu, còn mấy anh em là cái đi theo để bơi để phụ. Nhưng mà nhờ như thế cái tàu nó không bị chìm. Đúng. Dạ cảm ơn anh. Đây là tất cả thiện nguyện viên của chúng ta. Đây là photo booth. Thì khi mà các bạn đến vào trung tâm tòa thị chính thành phố Toronto, đó là cổng chào ở đằng kia. Thì đây. Chị Kelly ơi, cái nón mà nón cối mà có cái dây màu đỏ là cho bộ nào chị Kelly? Em ơi, cái áo đó là áo giao lĩnh nha em. Cho áo dài qua các thời đại. Hello em. Các bạn thiện nguyện viên, cái nón cối với màu đỏ chị, cái đó là cho áo dài giao lĩnh hả? Là áo dài của anh cho ta tình mặt hả? Đúng rồi, áo dài đó là áo dài. Khoan em đợi tí xíu nha, đợi tí xíu em hỏi Viễn giùm chị được không? Cái em hát là cần có chị. Đây các bạn, Kim Anh đang đi mua, cho nên chừng nào có chị sẽ đem backstage liền nhé. Cho thêm nữa nha. Đây các bạn, đây là Downtown Toronto, thành phố Toronto trung tâm. Thì khi mà các bạn đến đây ngay Bay Street và Queen Street, cái đường chính là Queen and Bay Street nhé. Và khi các bạn đi vào thì các bạn sẽ thấy hai cái tòa ốc Nathan Phillips Square ở đây. Và ở đây các bạn sẽ thấy rằng có cái bảng của chúng ta là Taste of Vietnam Festival đã
đã treo đây vài ngày để cho quý khách đi ngang qua để thấy được, thì rất là dễ thương đó. Và khi các bạn đi vào cái cổng thì các bạn sẽ đi vào cái lễ hội Taste of Vietnam Áo Dài Festival năm 2022. Đây là cái hồ, và các bạn thấy cái hoa sen mà mấy tuần nay các bạn thiện nguyện viên đó làm á, thì nó nằm ở đằng kia ngay cái chữ Toronto. Thì buổi tối chúng ta sẽ rước đèn hoa đăng và sẽ thắp sáng lên cái hoa sen ở đó, ý nghĩa rằng là những trẻ em mà chúng tôi đang tranh đấu cho tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục, thì ấu dâm, thì các em là những cái hoa sen, dù cho các em mọc trong bùn nhưng các em luôn tỏa sáng và đẹp nhất, và chúng tôi luôn luôn muốn bảo vệ và trở thành tiếng nói cho các em. Thì đó là ý nghĩa của cái hoa sen ngay chính giữa hồ bên kia, và mọi người sẽ rước đèn hoa đăng để cùng cầu nguyện, cùng thắp lên tiếng nói cho cái tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Và đặc biệt hôm nay trong giờ rước đèn hoa đăng, chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho anh Nhật, cho chị Jenny Đỗ và cho anh Donald Dương đã không còn ở đây với chúng ta, nhưng họ luôn luôn đồng hành cùng chúng ta vì những việc tụi em đang làm cũng là carry on your legacy và cái mission đam mê của các anh chị. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau không xa, cho nên các anh chị xin đồng hành cùng tụi em, bảo vệ tụi em, dìu dắt tụi em, phù hộ cho tụi em, cầu bầu Chúa cho tụi em. Ok, rồi. Đây, mình bước vào thì các bạn sẽ thấy cái trong trống ở đằng kia. Đây là ba của Kelly, người mà nghĩ ra những cái thiết kế này. Ba, thương ba nhiều, cảm ơn ba đã giúp con. Ba thức hôm thức khuya để mà ba làm. Thì ba năm nay cũng gần 70 tuổi rồi, nhưng mà ba không ngại sức khỏe, không ngại cực để mà cùng con gái và gia đình cùng làm cái này. Cho nên cái chương trình này các bạn biết không, bao nhiêu tình thương. Cái lễ hội này nó không nói lên chỉ cái đẹp, cái văn hóa, nhưng mà nó nói lên cái tình thương của chúng ta có với nhau. Chúng ta cùng chung tay, cùng nhau xây dựng. Thì cái lễ hội này nó đối với Kelly nói riêng hạnh phúc lắm. Và những gì mà Kelly đã hứa, đã nói với chị Jenny năm 2016 là em sẽ cố gắng mang cái áo dài festival về thành phố Toronto để tiếp tục cái legacy mà chị đã gây dựng ra. Thì hôm nay tụi em đã làm hoàn thành được rồi. Tương nhiên hôm nay và ngày mai kết quả ra sao thì không biết, nhưng mà cho tới giây phút này là đã hoàn thành được rồi. Chị Trang đi đổ. Chỉ tiếc rằng là chị không nhìn thấy được. Sorry các bạn. Sáng nay Kelly mới được tin là chị Jenny đã được Chúa gọi về, cho nên thật sự không cầm nổi. Ok, bên này thì chúng ta có gian hàng game chơi cho con nít và cho mọi người ha. Và đây, cái chiếc thuyền này thì nếu mà các bạn ở bên San Jose sẽ nhận ra là tại vì cái thuyền này nó đã cùng với em từ 2016 khi mà em qua bên San Jose để tham dự áo dài festival của chị Jenny Đỗ và các anh chị bên San Jose đã làm ra. Thì chính con thuyền này, xin lỗi, chính cái cầu tre này là cái cầu tre mà tụi em xếp vất vả về để mà có. Cho nên nè, đây cái áo dài qua các thời đại kia em. Đây là một trong chưa những đủ cái ơi, mỗi chưa tới đủ. Đây là
Muốn ai mà áo dài qua cái thời đại được không? Chọn luôn đi để một hồi nữa. Tại vì áo dài tím có thể xuống trước để thay đó. Ok, có model thì em cứ cho xuống đây hết cho em nha. Không có. Không có model luôn hả? Ok. Em ơi, em phụ chị á, mình treo vài cái lồng đèn lên cái chỗ này được không? Đúng rồi, ở giữa đó. Ở bên kia có cái thang á, thì em có thể treo nó xẹt nè, nó giữa này nè. Vài cái đây giùm chị ha. Cái treo xen kẽ hoặc là treo random. Đúng rồi, random. Thank you em. Đây, các bạn nào mà đến thì nhớ đem bình nước nha. Là tại vì đây có offer free water cho mọi người. Nhưng mà mình có thể tới đây uống hoặc là mình có thể water bottles. Đây là gian hàng Sài Gòn Trip. Hi, welcome. Nice, thank you to for being here. How are you, Vincent? So this is Saigon Trip. Ở đây là hello em, good to see you. Lát nữa chị sẽ tới chụp hình sau nhé. Yes. Đây. Sư phụ bong bóng. Bình. Sư phụ bong bóng master luôn á. Thì ai mà thích bong bóng nghệ thuật thì không thể bỏ lỡ gian hàng Better Future for Kids. Bình sẽ làm bong bóng rất là đẹp cho các bạn nha. Thì tất cả số tiền này để gây quỹ để giúp cho chương trình giúp bé đến trường. Thì bong bóng nghệ thuật là ở gian hàng Better Future for Kids. Đây, ở đây có bán những cái những cái quà lưu niệm rất là dễ thương các bạn. Đây là những cái crochet mà các bạn thiện nguyện viên tích tay làm cho gây quỹ cho các em. Thì đây là cái áo dài Canada nè các bạn, rất là dễ thương đó. Áo dài Canada là cái áo dài signature uniform của Taste Việt Nam Festival và áo dài Canada, cho nên các bạn thấy dễ thương không đó. Rất là dễ thương, cái này là của Vivian làm đó. Ở đây là cái gian hàng lưu niệm. Đây là những cái hoa đăng mà chúng ta sẽ giúp tối nay để mà trong giờ cầu nguyện. Hi Quỳnh, good to see you em. Đây là Quỳnh lo về customer service. Và bên đây là gian hàng thức ăn. Áo bà ba của anh đây. Đây là cái người mà điều hành cái booth này, đồ ăn quá trời luôn. Áo bà ba của anh nè. Đó. Nè. Hai nhí. Dạ không, cửa chị. Hai nhí. Đẹp mà. Chào chị Hương. Cảm ơn chị. Miên sao đang không có cái dù. Nhí ơi, tại sao không có máy lạnh luôn cho Miên cho nó khỏe. Cái dù thì còn mát xem chứ máy lạnh thì không được rồi đó. Không có được, Nhí không mưa là đã tạ ơn Chúa lắm rồi. Thiệt có bởi không có cái dù. Không biết sao luôn. Thôi phó thác cho Chúa Nhí ơi. Đây là Ân. Em giữa của Kelly đang ngồi cắt tép. Cắt mù đầu luôn đây. Tội nghiệp. Anh nào mà rảnh á, xin xuống phụ giúp một bàn tay. Mấy cô đang làm rất là nhiều ở đây. Đây là anh Mẫn. Mấy đêm không ngủ. Chị em mới đi khô rồi đó. Hả? Bây giờ bún nó sẽ dẹp. Kim Anh, chào chị. Rồi, Kim Anh ơi, em có mấy cái nem chay. Ok, cảm ơn em nhiều. Rồi. Đây là tất cả thiện nguyện viên của cái gian hàng Better Future for Kids chuẩn bị bán những món ăn rất là ngon chào tất cả mọi người. Em chào chị. Hello. Welcome, please. Yes.
Thì đây là những bạn volunteer đang làm vô sauce. Đây là anh, cô chủ của tiệm Catches. Cảm ơn Kim Anh rất là nhiều. Bữa nay không đi bán tiệm mà ca này phụ làm thiện nguyện. Cảm ơn Kim Anh rất nhiều nha. Mọi người cùng nhau làm. Đúng rồi. Thì đó là cái tinh thần của Thế Việt Nam và tất cả mọi người. Không vừa hả chị? Make sure, let me know. Ở đây có ATM, nếu mà các bạn muốn rút tiền không có tiền mặt thì có ATM machine để cho mình rút tiền ha. Và bên đây là cái gian hàng để mà chị Ngọc sẽ trang trí cho cái art exhibition. Thì đây chúng ta có những cái information về áo dài của các thời đại. Thì lát nữa chị Ngọc sẽ đến đây để mà trang trí lại cái chỗ này cho nó thật là đẹp. Và chúng ta cũng có những cái signs để chúng ta giúp trở thành tiếng nói cho cái human trafficking. Hi. Very well, thank you. They have to go back to a stage right now at the back. So if you go around the backstage, yeah, there's a check-in area that they can get their name tags. Bin ơi Bin, màn hình đừng có để xanh đỏ với vàng. Đây là hai ban nhạc của chúng ta hôm nay. Ban nhạc Liberty và The Beverly Group, Street Group ở bên này. Thì năm nay, chào anh Cường. What do you need? Do you need something? No, I've just let you know, I've checked with every venue, told every venue about the cooking, yeah? Yes, so it's all done, that's great. So Shalini, I just need them to have something. I've done it. Wonderful. Yeah. Super awesome. Thank you, Dean. Get your name tag, so but we need... I don't have one, where? Okay, Viễn ơi, em dẫn Tin qua đằng sau, he needs a name tag. Okay, thank you. Thank you. Hi guys, how are you? Very well, thank you. So we're waiting for another member coming? Yeah, he's just... No worries. I have a quick question. Yes. I totally forgot to bring a chair today. Yes, I'll ask for you, you to have a chair. Or you can just grab one. Yeah, it's all right. Yeah. Okay, you know what? Just grab one so that you don't have you know you have one already. Okay, sure. Yeah. Anyone? Yeah, anyone is fine. Yeah. Just look in the back. So, what can you tell us about your band? Oh, we're the Beverly Street Group. Okay. We play around Toronto, and yeah, we love to play at corporate and events and weddings, especially. This is our first time at Taste of Vietnam, and we're really excited. How was it learning the Vietnamese songs? Good. Yeah, some of them were more challenging than others, but pretty fun. Yeah. I guess music is universal, right? That's how right. we connect to yeah, each absolutely other. Right. Yes. Absolutely. And yeah. your name is? I'm Dylan. Dylan Bailey. And Linux. Linux and Dylan. So nice to have you here, okay? Thank you. Yeah, ba ơi, con nghe. Rồi để con lấy mấy con heo ra. Dạ. Mấy con heo. Em xin chào các anh. Đây là các anh trong ban nhạc Liberty. Quá cool luôn. Yes. Đem đủ đúng không chị? Đem đủ đúng không? Ok.
Đây là phía từ trên sân khấu nhìn xuống. Các anh chị hôm nay xin mời ra để chúng ta cùng nhau chung vui và chào mừng sự trở lại của Taste Việt Nam Festival với chủ đề là áo dài festival năm nay. Ok, mấy con heo. Biển ơi, mấy con heo đâu rồi em? Hả? Mấy con heo? Em đâu mấy à, mấy con heo ở trong của hôm qua ở trong đây. Đây, đây là mấy con heo. Ok, chị có rồi, ok, ok chị. Không, em cứ lo việc của em đi, chị kêu bon chiêu tới phụ. Em lo phụ cho biển đi. Đâu em đã làm gì đâu. Thôi, em để chị lo cho em lo việc khác đi, việc em nhiều hơn chị. Đây là bên reception team. Dean, are you gonna be going down that way? Okay, can you help me carry all these? Yeah. Đây là đạo diễn, musical director. Everything's on set. You guys come now. Em nhận được mấy cái bài của chị đúng không? Dạ rồi chị. Okay, quá giỏi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, thức tới 4 giờ sáng. Thức trắng đêm luôn. Hai em rất là đẹp nha, có cái mấn nữa nha. Nhưng mà cái này nếu mà bới tóc lên sẽ đẹp hơn. Em không biết bới được hay không. Không phải bới nhưng mà em cột lại rồi em bính lại hay sao đó. Tại vì cái này nó có cái mấn, cho nên nó là đồng phục, cho nên cố gắng cái này thả đeo mấn nó đẹp hơn nhé. Nói chị, em xuống em gặp chị Lilo. Chị chỉ cần lấy cái thun chỉ cột lại và chỉ làm cái bên ở dưới cho tượng trưng thôi, để em đeo cái mấn á nha. Can you help me carry this to Dad? Yeah. Thank you, Dean. No problem. So and I have to put the garbage bins all around too, yeah? Okay. Shalini said. So I'll do that after, yeah? Yes, please. So this is our dedicated Superman volunteer and sponsor for the PPE. The gloves, the hand sanitizers for everyone. Do you want me just to do these? You can do something else. I'll take these to your dad. You sure? Yeah. Okay. Yeah. Then you're busy. I'll do this. Yes. I'll thank you very much, okay. Dean. No problem. Những con heo này là anh Hải, công ty All in Brand đã giúp tài trợ cho chương trình năm 2019. Thì năm nay có những con cọp Tiger cho năm nay nữa. Các bạn thấy rất là dễ thương không? Hi Jerry. Do I need a name tag? Ask the stage. Yes. You can. Đây là dàn âm thanh ánh sáng Kelly nhìn muốn chóng mặt luôn, bao nhiêu dây nhỏ các bạn có nè. À, bên đây là the Beverly Street Group. All the best today. Thank you so much for being with us. Và đây là một trong những nhà tài trợ của chương trình Girlin. Hi Girlin, how are you? Good, how are you? Very well, thank you. Very nicely done. Great day for this event. Thank you. Over 250 volunteers super made this happen, so it's all coming together very nicely. I see your booth is very nice. Can you tell us a little bit about your booth? Well, it's Girlin Real Estate Group. I'm here with Dylan and some of my colleagues. I were going to be doing a wheel prize wheel. Well, very nice. Spin the wheel and win a prize. Okay. Yeah. Got some great balls, stress balls, apple fish balls, we got water balls and bags. Yes. And if they were to find you, are you on social media? I am on social media. They can go to Garland Real Estate, GarlandRealEstateTeam.com. Yes. Right? Or they can go on Facebook, they can find me there. Yes. Yeah. Or give us a call anytime.
Thank you very much for being with us. We really appreciate your sponsorship, and it's a teamwork of everyone. Thank you. All the best for today. Thank you. Đây là công ty Hey Juice. Are you open yet? Okay, one order please. How are you, John? Good. Okay. So, something refreshing. What do you recommend? Recommends mango green tea. Something cold and refreshing. Yeah, mango green tea. Passion fruit? Passion fruit, you like passion fruit? Yeah, also, yeah, we have passion fruit also. I'm afraid the mango is a bit too sweet, no? Oh, okay. Yeah, a little bit, because we have the... Something not too sweet. Not too sweet? Yes. You can try watermelon juice. No. No sugar. I'll take the... what's this one? The mixed fruit? Yeah, I'll take the mixed fruit, yes. Oh, okay. Okay. How much do I owe you? $5? Yes. $5. No, no, no. I'm opening your booth. Just charge me. I already sell something. Same thing? Oh, okay. No, I mean to, I already sell something. Okay. You are not my first customer already. Oh, okay. I thought I was your first customer. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Miss Fruit, Miss Fruit. Sorry. Đây là Hey Juice. Gian hàng Hey Juice. Rất là ngon các bạn. Họ cho cái ly nước bự chà bá luôn. Nhưng mà họ bán rất là chất lượng. Và họ đã bán ở rất nhiều những cái lễ hội khác. Cho nên thank you. Nóng quá các bạn ơi. Đúng là sống sao cho vừa lòng người. Tại vì mưa cũng than mà nắng cũng than. Nhưng mà thôi, tạ ơn Chúa. Chúa cho một ngày nắng như vậy là mừng lắm rồi. Rồi mình chở rồi mình làm tới tối luôn. Dạ ok chị. Dạ. Dạ. Okay, thank you very much. Đây là đi nước. Oh, no, sorry, I'm just live streaming. Can I get this to you? Thank you. Các bạn thấy cái ly nước không?
trời nóng như vậy có một ly nước uống rất là sung sướng quá các bạn. Đây ly nước này á là của Hey Juice, cái ly của họ bự như thế này nè, mà họ mix không có quá ngọt. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nào ở nhà hôm nay hoặc là đi làm về sớm thì xin ghé Cheese Việt Nam Festival thưởng thức hơn 30 gian hàng thức ăn ẩm thực Việt Nam rất đặc sắc, rất là phong phú. Oh, thank you. Thank you very much. Colleague, cái này là hôm nay là phải cần cái walkie talkie này, tại vì cái hậu trường này nó rộng quá các bạn, chạy đi tới đi lui hai vòng hay là muốn bị xuyển rồi, cho nên phải đeo. Rồi bây giờ tôi dẫn các bạn đi gặp những vendor tiếp nha. Thank you very much John. Ok, bye bye. Đây là tiệm phở. Đây là tiệm phở Little Saigon 88. Phở rất là ngon các bạn. Và gian hàng phở đã mở màn rồi, cho nên các anh chị nào chưa ăn sáng đói bụng thì lên đến đây thử phở của Little Saigon 88 nha. Bao nhiêu? Có một em mặc cái chiếc áo dài rất là dễ thương, nghe chưa? Đây là gian hàng của chị Thương. Chị Thương là bán khô nè, có bán non lá nữa, và mặc áo dài rất là dễ thương đó. I do, but he won't let me. That's fine. This is traditional Vietnam. I know. See, I told you. I want to wear it. Hi, David. No, you didn't leave something out. We just love your printing and we need more. Yes. So you know the certificate of appreciation? Yes. Could you please clear the name out and just print us? Yes. Can you make me 300 copies? Yes. Just paper. Just regular paper is fine. Yes. Yes, please. Because I know it's a rush. Would it take longer, Dave? Okay, so you know what? Just do for us the same stock paper. Yes, just the name. Exactly, everything's the same except the name on there. Okay. 1 hour's okay. Where's Vincent? Where's our volunteer voucher? Within the hour. Right now is 11:30-ish. Okay, thank you so much, David. Take care of our volunteer voucher. Okay, bye bye. Okay. Đi thăm các gian hàng tiếp. Bao nhiêu volunteer voucher cho Vincent? Đây là gian hàng nước Ý. Thôi, mà muốn đi đưa bao nhiêu voucher? Việt Nam. Volunteer cho Vincent. Đây là gian hàng của mình. Hi, gian hàng của mình bán gì em? Hi. Dâu Việt. Oh wow. Hi, how are you? So this is Dâu Việt booth. So feel free to come in and try the awesome fusion of Vietnamese and Canadian food. And they're getting set up right now. Lấy nhiều hơn không? Bạn nói chắc là bạn lấy ít hơn, bạn lấy nhiều hơn không? Yes. Hi em. Who are you?
khỏe không mọi người? Thank you. Cho chị biết gian hàng hai em. Cho chị biết gian hàng mình bán cái gì nè? Đây là bán thịt nướng, nem nướng, trà sữa, ravioli and fruit ice cream. Chúc gian hàng. And coffee. Ok. My name is coffee. Thank you. Chúc gian hàng bán thành công, bán đắt nha. Thank you. Rồi, bye bye em. See you soon. Đây hồi nãy các bạn, cái cô mà đứng đằng sau Kelly, họ cũng mua nó. Hi, love the hat. Thank you. So this is the Taste Vietnam Festival. Yeah. How did you hear about us? Oh, we just dropped, we just walked by. Oh, okay. Well, I was here yesterday actually, but I said I want to go back there today. Oh, thank you so much for supporting us. Yeah. And we're raising awareness against human trafficking, so oh good, we really good appreciate your support. Yeah, yes, feel free to come back and have lunch and dinner. Yeah, so what is there music today? Oh yes, so the program starts at 12. Yeah, throughout the whole day we have the parade. Yeah, in the afternoon, as well as the lotus ceremony. Okay. So we have these lotus with candle that you can put on the pond. Oh, that's so pretty. So that we can together in unity, in support of raising awareness against human trafficking. Yeah. Yeah. Okay. So it's today and tomorrow. Yes. Thank you. Bye. Các bạn thấy đẹp chưa? Chiếc thuyền ba lá. What are you serious? Đây các bạn sẽ thấy những người nước ngoài họ đến, họ rất là thích cái văn hóa Việt Nam. Họ đi ngang, họ chụp hình, đặc biệt là cái hoa sen. Dễ thương quá các bạn ơi. Thank you so much. It's a Taste Vietnam Festival, so we welcome everyone to come and join thank us, you, okay? Thank you, it's lovely. Oh, thank you very much. Hello, chào anh. Anh drop off Julian rồi hả? Drop off rồi. Dạ, ok. Đúng rồi, đi model đi vô trong đó. Đúng rồi. Dạ. Thank you anh, lát nữa nhớ tới ủng hộ Julian nha. Vui quá không mệt. Sau cái chương trình mới chết thôi chứ không mệt. Yes, thank you anh. Dạ, ok anh, thank you. Các bạn thấy rất là dễ thương không? Đây là đã mấy tuần nay nguyên cái team làm decoration thì đã hoàn thành xong cái hoa sen và chiếc thuyền ba lá. Và buổi tối nó sẽ thắp đèn lên và chúng ta cùng rước đèn hoa đăng. Các bạn thấy những chiếc hoa sen nó nổi trên hồ rất là dễ thương. Và tối nay cái chữ Toronto này cũng sẽ thắp sáng lên để cùng hiệp nhất chúc mừng cho lễ hội Taste Vietnam Festival với ba màu tượng trưng cho lễ hội, đó là màu đỏ, màu trắng và màu tím. Cho nên buổi tối đây sẽ rất là đẹp các bạn. Đó. Sorry. Đây là gian hàng của chị Jenny, bán ginger phở. Chị rất là yêu thương, luôn luôn ủng hộ. Lúc xưa mà làm Midland bán gây quỹ thì chị Jenny đã giúp nấu phở cho tụi em bán. Cho nên gian hàng này là rất là ngon. Bán những món bún riêu nè, bún bò Huế và bán phở. Đó. Các bạn hãy để bụng đói đến đây thưởng thức món ăn nha. Và đây là gian hàng của chúng ta bán seafood. Các bạn trẻ rất là nỗ lực, các bạn ra đây các bạn bán gian hàng, các bạn nỗ lực để mà quảng bá và chia sẻ văn hóa và ẩm thực Việt Nam đến với các bạn quốc tế. Cho nên rất là ngưỡng mộ và quý tinh thần của các bạn. Đây là em Kelly. Hello. Hi chị. Em Thúy, em Dung, em chị Thúy. Chào chị. Yeah. Very nice to meet you. Yeah, thank nice you for joining us. Chào chị Phượng. Từ Montreal lên học á. Wow, thank you. Rất nhiều. Để làm để đi lên đây học bao á. Mỗi người một bàn tay. Cảm ơn các anh chị. Chị thấy vậy nó quay truck bên kia kìa. Cái booth ở bên BF Better Future for Kids ở bên kia nhé. Dạ. Thank you. Đây là
decoration team lead. Hello, V. What's up? So she lead this whole decoration team. So much work, but yeah, but we have fun. So it's almost done. We just have like final touch up and replace a couple broken pieces. And we should be good to go. Hopefully, we have another half an hour. Yes, we have another half an hour, but it's going much faster than in 2019. So this is V right here. Here yes, I know. What time did you stay until? I think after we're done here, around 4 p.m., I have to go back home for a little bit, and I will come out after later on to help with the food if you need. Okay. So when you're back, well, just let it, yeah. Yeah, and also I want to confirm too, like, so what time the game booth open? They're actually open now. They're open now? So, so right now there are people there. So with the game booth, I think they're okay. They have some people there, so you don't have to worry too much about that. It's just that our volunteers, if they're either helping with decor after they're done, they either can help with stage, because we need some performers, extra performers, just, you know, helping out background, or they can help with the environmental team. Yeah, we just need to keep it nice and clean here. Yeah. Okay. Thank you, V. Đây là ba. Ba ơi, uống miếng nước ba. Ba, để đây cho ba nha. Ba đừng có quên uống nha. Ba cần gì? Không. Cái gió thổi nó được. Anh Việt. Đâu, chào anh. À, chị Kim Miên tới rồi, lên với Khánh rồi. Mờ hồi nãy anh đi vòng vòng đậu xe, bây giờ anh biết là lên đến cái đoạn này mình tới đâu. Dạ, anh đem bác sĩ giùm em nhé. Dạ, bác sĩ. Dạ, bác sĩ. Với em kiếm được cái bao, nói chị Kiều Miên là em kiếm được cái bao tay trắng cho chị rồi. Tạ ơn Chúa. You are the best. No, no, no. Em cầu xin Chúa quá trời, tự nhiên nó biến ra. Hồi nãy ba nói gì ba? Sợ tôi gió nó thổi á. Không, mình dạy một cái còn dư thì con đem qua kia nữa, còn những chỗ khác. Vậy ba qua bên kia ba gắn dây phụ con được không? Thôi thì biết gắn cái đèn này xong. Dạ. Tại vì ba biết cái nón lá bên kia đó, ba để cái đó cho con ở bên nón lá một cái luôn cho nó dễ thương. Ba Kelly rất là chi tiết. Ba sáng tạo cho nên ba đang dán cái đèn để tối nay nè. Tại vì chương trình sẽ ở cho tới tối luôn, cho nên sẽ thắp sáng lên cái City Hall Toronto, tòa thị chính, với những cái đèn, lồng đèn, rồi những cái trang trí rất là dễ thương. À, anh ơi, bên kia mình không có, cho nên cái giống như là cái nón lá bên kia đó, mình cũng có thể gắn ở bển nữa. Bên này chỉ cần 4 cái. Dạ đúng rồi. Còn dư hai cái nón là có lấy không? Dạ. Cho nó đẹp luôn. Dạ không. Nón lá thì chắc cho cái này đưa qua bên kia đi. Ở bên nón lá nữa hả? Cho nón lá. À ok, cái đó cho nón lá đi. Cho nón lá với cái này bên kia đi. Cho nó có cái phong tục. Dạ. Rồi cái này bên đây. Rồi quá dễ thương. Anh cho nó cỡ này nha. Được không? Anh muốn đi che. Em muốn làm sao cũng được. Anh muốn là đi che cái chân. À ok, vậy được. Dạ. Thấp quá nó không thấy anh ơi. Không có, nó đang bay á chứ phải ngủ thôi, đang bay. Đây mấy anh phụ trông. Có thêm đội ngủ. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. City tới. Đây là William bên đội múa lân. Your hard work is so admirable. Thank you so much. I can't say thank you enough. This year you're volunteering to get experience, but next year we hope you can take on leadership roles. Yep, I will try next year. Yeah. Thank you. Đây là các chị đang làm trông cháu. Lại livestream nữa. Chị biết không, những cái tài liệu livestream này sau này mà mình nhìn lại 10 năm sau mình sẽ thấy thương và quý lắm luôn á. Nhưng mà mình không có thích lên livestream. Cho nên thì chị đâu có lên đâu, em quay chị thôi mà. Đó, thấy chưa, quá đẹp luôn. Thì các bạn thấy rằng là những cái trong trống khi mà quay nè, các bạn thấy không, rất là đẹp. Thì đây là cái cổng chào của Taste Việt Nam Festival.
bao nhiêu công sức các bạn thấy cho một cái chương trình, thì tất cả bàn tay của tất cả thành viên là những người làm nên cái lễ hội này. Cho nên các bạn thấy vì sao mà Kelly vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng, vô cùng hãnh diện với Thank you so much for being here. Hi em. Bây giờ em làm cái làm bên nào? Media team. Okay. À, các anh ơi, em nghĩ là mình để đây là tại mình muốn người ta hướng về hướng này nè. Tại vì nếu mà để bên đó người ta nhìn về đây. Dạ. Dạ nếu được. Dạ đúng rồi, mình dời xích đây. Gần xích vô tí xíu ba. Ok ok. Dạ. À, chạy qua bên đó. Dạ, very nice, đẹp lắm. Cái này chiếc Việt Nam đặt là The Walls of Hat, giáp tường nón lá các bạn. Đó, rất là dễ thương cho mọi người chụp hình. Ba ơi, cái này là gian hàng thức ăn đúng không? Gắn bên gian hàng Beneficial for Kids của mình đi. Chỗ mẹ bên này nè. Ba có dây chưa? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Ok anh. Đó là ba của Kelly. Hôm nay cả nhà của Kelly, mẹ với em của Kelly cứ thường trách Kelly rằng là chị bày mà cả nhà khổ. Thì rồi quá dễ thương ba, đúng rồi đó, ở đây nè. Cho cái size phở dễ thương đi, rất là dễ thương. Hả? Cho đẹp thôi. It's just a bowl. Mấy bé ơi, tắt âm thanh nha. CD không cho tiếng lên, tắt âm thanh. Chị Minh, chị Trang ơi, bây giờ cho em xin mượn cái bao tay. Em biết không, ở đó không có việc gì làm hết chứ. Tại vì có một viên là leader rồi. Nó đi ra đó nhưng mà chị là bộ mặt rất là đẹp, cho nên chị là cái cổng chào. Dạ. Chị ở đó rồi chị mua. Dạ. Chị ở đó, dạ. Chị lại đi về lại. Dạ đúng rồi, tại vì chị mặc cái áo signature của áo dài Canada cho nên chị ở cái chỗ đó tắt nữa thì 12 giờ mới bắt đầu thì mọi người sẽ chào. Chị cho em mượn cái bao tay để em đưa cái khác cho chị. Cái này là mới đúng không em, cho chị xin nhé. Đây, em đổi với chị. Em mượn xong em trả lại. Thank you. Rồi. Rồi khi nào là mình đi ra đây? 12 giờ. Nhưng mà chị từ đâu? Chị đi tới đây để đi hả? À, chị đi theo em nè. Để em Hello. Yes. Yes, you can come tomorrow. Just text me right now. I'm just in the middle of the stage. Yeah. Okay. Yeah, yes.
Yes, that's fine. Yes, we'll see you tomorrow. Yes, we'll see you tomorrow, okay? Okay, thank you. Yes. What do you mean the crafting? Just general help. So when you come here, we'll assign you, okay? Okay, thank you. Bye-bye. Okay, Kelly, tại vì chị này mặc áo dài Canada đó, cho nên chị là đã mua cái chiếc áo dài Canada rồi, nhưng mà chị có thể đi cùng với mọi người, cho nên chị chỉ cần cái nón đỏ thôi, thì cho chị đi cùng với team luôn, để mình đông. Là chút nữa đúng không? Chút nữa, nhưng mà chị không có phải ở dưới, chị chỉ ở ngoài. Dạ, để chị đi cùng nha. Lát nữa sẽ đưa, tại vì không cần xuống dưới, lát nữa Kelly sẽ đưa cho chị cái nón và chị đi theo thôi. Dạ, chị quay trở về lại cái info. Dạ, chị đi theo nhóm, khi mà ở trên sân khấu xong hết rồi đó thì chị đưa lại cái nón cho Kelly và chị đi về cái information booth. Dạ. Ok chị. Như vậy là ok rồi. Dạ. Ông như chị. Có chừng rớt rồi. Dạ. Bây giờ em đưa nón cho chị mua được không? Đúng rồi. Đưa lại cho em nhé. Đúng. Dạ. Chị đứng xuống đây này, muốn chị lấy cho. Dạ. Đây là ở đằng sau hậu trường. Tội nghiệp nhất là các bạn dưới đây vừa nóng vừa mệt. Chị Kiều Miên tìm ra rồi. Tạ ơn Chúa. Đây chị giữ cái đó luôn hả chị Kiều Miên? Chị giữ cái này cho bà Nhung. Cái này cho bà Nhung. Rồi, tụi em sao cái này nó ngăn dữ vậy trời. Chị ơi, tụi em ủi ủi rồi á chị. Dạ. Chị ủi được vậy thôi. Chị xong cái này rồi qua đây gặp tụi em đưa chị dây chuyền với mấn nha chị. Yes. Cái mũ để em đưa lên đây, hỏi quanh cho cái mũ màu đỏ cho một chị nữa trên. Mũ màu đỏ. Mẹ. You look beautiful, chị. Thank you so much for making the video for anh Nhật and Donald. Yes. Con nhìn nó đúng vậy. Đúng rồi. Nó ngay chính giữa một chút. Nó ngay chính giữa tí xíu. Dạ. Nhưng mà không sao đâu mẹ. Ok rồi, dạ. Hay là tốt nhất á mình quay ra trước đi. Yeah, can we turn that to the front? Yeah. Dạ, quay ra trước. Đó, như vậy thì đúng hơn nè. Rồi chị thả xuống cho em. Chị thả xuống cho em nhìn. Đó, thì nó như vậy được nè mẹ. Đó, nó đẹp hơn. Đây là anh Việt, photographer của Taste Việt Nam. Và cũng là ông xã của chị Kiều Miên. Luôn luôn đồng hành và ca sĩ nè, photographer nè, mix nhạc nè. Yeah. Khổ vì em vì cái bài hùng quê. Tội nghiệp. And this is Sam. Oh my god, Sam, always the person behind the scenes. She's been with us since 2018. Yeah. And she have helped tremendously behind the scenes. Hi Hiền. We miss you. Em hồi năm 2019 là lo khủng khiếp ở đằng sau hậu trường. We miss you very much, em. So pray for us, okay? We always have you in our hearts. Mong rằng em có thể tham gia năm sau nhé. Đây là cô người Philippines, cô rất là nhiệt tình. Người âm thầm ở đằng sau hậu trường. Không ai biết tới. Ủi đồ mà dưới đây nó nóng như điên. Mà họ ở dưới đây họ làm vô vị lợi và làm không công nữa. Tất cả mọi người có thể thấy Kelly quay là còn là những người mà đồng hành cùng chương trình không vì vô vì lợi. Tại đây là nhà thiết kế Hương. Cái này Kelly phải nói trên livestream. Trong chuyến đi thường thường anh Khánh ở Việt Nam là công tử, bao nhiêu người phải giúp ảnh. Nhưng mà lần này khi ảnh qua đây vì chương trình bị thiếu áo dài để diễn hành, ảnh vác cho 3 thùng qua đây mà ảnh phải khiêng, ảnh cộ, ảnh nệ. Mà ảnh nói rằng là tại vì hết đường cắt rồi cho nên anh hy sinh cái thân xác mềm yếu. Không phải anh vì Kelly mà anh vì cái chung. Anh vì cái chung cho mọi người, vì cái chương trình. Vì Texas of Vietnam. Dạ. Thì anh Khánh đã thiết kế những bộ sưu tập rất là đẹp các bạn. Và đây là lần thứ ba anh đến. Thứ tư. Em mới biết được tin là chị Jenny mất á, anh biết không vậy? Hả? Chị Jenny đổ. Chị really? Mới mất. Em mới nhận được tin sáng nay đó. Oh. Em mới thấy chị bình thường. Mở cửa sáng lắm rồi.
sáng nay em mới được tin là chị Jenny được đổ đã mất rồi. Cho nên thì các bạn không biết là Kelly quen anh Khánh, gặp anh Khánh cũng qua cái áo dài festival năm 2016. Nhờ thế mà Kelly biết được anh Khánh, và anh Khánh đã đồng hành với chương trình bao nhiêu năm nay. Thì tụi em là cũng là những người kết nối bởi chị Jenny Đỗ, và tụi em tiếp tục cái passion và mission legacy của chị. Thì tụi em sẽ nhớ chị trong những cái chương trình tụi em làm hồi nào tới giờ, và càng nhớ chị hơn, và mong chị phù hộ cho tụi em mọi sự được tốt đẹp. Ok, rồi. Hoàn thành cái này xong cho đã. Back to work. Thì đây là những cái áo dài mà anh Khánh đã làm rất là đẹp các bạn. Bao nhiêu cái hoa văn, hoa tiết. Các bạn thấy rằng những áo dài này là những áo dài không đụng hàng. Vì sao? Là tại vì nó là từ cái tâm huyết, cái thiết kế và cái sáng tạo của từng nhà thiết kế. Và rất là đẹp. Cho nên vì thế các bạn nào mà yêu mến áo dài hay là yêu mến về chất lượng văn hóa, các bạn sẽ thấy được là những cái tác phẩm này nó không phải chỉ là một cái áo mặc đơn thuần thôi, mà nó là một cái tác phẩm, một cái nghệ thuật. Thì đây là anh Khánh, anh đến với chương trình. Thì em xin chân thành cảm ơn anh. Em biết rằng anh làm cho tụi em vừa cực mà vừa thật sự là thiện nguyện luôn. Vô vì lại thì tụi em không biết nói gì hơn anh Khánh. Rất cảm ơn anh và những sự hy sinh của anh. Yeah, welcome back. Yeah. Welcome back anh. To Toronto. Yes, yes. Welcome back to our day Canada. Cho nên mỗi lần ảnh qua đây là ảnh vất vả, chứ mấy chỗ khác là ảnh không có vất vả như vậy. Thì đó, các bạn bắt nữa sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc áo rất là đẹp của nhà thiết kế Trần Thiện Khánh. Ngoài ra chúng ta cũng có nhà thiết kế Fatrali. Tuy là nhà thiết kế Fatrali không thể có mặt trong chương trình vì không qua đây được kịp cho chương trình. Nhưng mà năm sau thì nhà thiết kế Fatrali sẽ có cùng với chúng ta. Nhưng mà có gửi đồ qua đây để mà cho diễn những cái chiếc tiết mục áo dài. Và một điều vô cùng tiếc là anh Vũ Việt Hà là một người nhà thiết kế mà tụi em rất quý. Thì mùa dịch thì bao nhiêu cái sự khó khăn về chị Jenny, khó khăn về giấy tờ visa. Thì tụi em đã cố gắng làm visa cho anh Khánh cả tháng nay, thúc đẩy để cho cái giấy tờ nó cho phép, nhưng mà cuối cuộc vẫn không kịp. Và lần này rất là tiếc là chương trình sẽ vắng bóng của nhà thiết kế tài ba của chúng ta, đó là anh Vũ Việt Hà. Anh đã bỏ không biết bao nhiêu vốn, huyết, sức, công, mồ hôi, nước mắt để làm cái tác phẩm của ảnh, làm cái bộ sưu tập. Thì anh Vũ Vi Hà, cái hình ảnh này sẽ rất quen với anh, và tại vì năm 2019 anh đã cùng các bạn đồng hành ở đây. Nhưng mà năm nay tụi em vô cùng tiếc rằng không kịp visa để mà anh cùng chung với tụi em bảo tồn và giữ gìn văn hóa Việt. Tụi em mong rằng năm sau sẽ suôn sẻ hơn về giấy tờ để anh có thể cùng đến với tụi em và cùng chung tay bảo tồn và giữ gìn và quảng bá chiếc áo dài Việt Nam thật đẹp. Thì đây đằng sau hội trường của các người mẫu áo dài Canada. Các bạn sẽ thấy rằng chiếc áo dài Canada này là cái copyright thiết kế của Tết Việt Nam Festival. Và áo dài Canada rất là đẹp, giữa hai nước mà rất là quý mến với tụi em, đó là Canada và Việt Nam. Ngoài ra đây là chiếc áo dài của áo dài Festival. Thì như em nói rằng cái áo dài Festival này là thật sự là từ cái inspiration của chị Jenny Đỗ. Và cái trang phục này tụi em cũng may lại để cho diễn, và tại vì tụi em muốn mang cái bản mà tụi em đã biết lần đầu tiên ở San Jose, tụi em muốn mang hòa hợp với Canada. Thì đây, Vanessa, can you put the hat on for me to see? Thì cái bộ này là bộ signature của áo dài festival mà chị Jenny Đỗ đã
thiết kế cho lễ hội mà em đã đi ở bên San Jose Áo Dài Festival. Vừa có nón, vừa có áo tím và vừa có vườn màu vàng, phối rất là đẹp. Cho nên đây là cái sự kết hợp của các anh chị bên San Jose và áo dài Canada, hai đất nước Mỹ và Canada. Chúng em sẽ cùng nhau đi để chúng ta gìn giữ và chúng ta kết nối cùng nhau trên toàn cầu. Đó, rất là đẹp. Thank you, Vanessa. Vanessa, you're from... Oh, oh, okay. Let me see. You, yeah. You can wait for it to put it in for you. Oh. Wanna, em thấy cái nào đẹp hơn? No, no, no. Ok, yeah. Rồi. Thì cứ để thoải mái đi, mình thích thời gian rồi. Đây là các bạn đang chuẩn bị cho chương trình. Trong đây nó nóng như điên vậy. Các bạn ơi. Yes. They want cold water. No. Huh? Cold water. Yeah. Cold water. For drinking or what? So it's up. They're bringing us water. We have people coming for us at 12. Yeah. 12, yeah, the guy is asking. Hello, chị. Chị ơi, cái bút. Cái bút chị đang làm chưa? Chưa, bây giờ. Ok. Chị cần một phần người anh đọc. Ok. Em đồ khẳng định không đồ để bỏ đi nó không, cái chỗ đó là mình trang trí để đắt khi sâu diễn á, anh Khánh và các người mẫu sẽ ra đó để giao lưu với mọi người. Hai người keo kiến đủ thứ hết, em tìm cho chị. À chị, chị lên đó trước đi. Em chào các chị. Cao hoa sen. Đó, không... giờ mệt lắm. Quá đẹp luôn. Mở màn chương trình. Chúc may mắn nhé. Yeah. Chị Jennifer. Chị còn cái món nữa. Chị còn cái món nữa nha. Chị còn cái món nữa. Dạ, tại vì chị đi diễn hành chung. Cái món đâu? Chị qua đây chào chị Linh. Chị qua đây sẽ đưa cho chị cái món đỏ đầu để mình đi diễn hành nha. Thôi chị mang về tháp cũng được chị ơi. Mang về tháp đi. Dạ được, dạ được. Để em hỏi đưa cho cái món cho chị. 12, nghĩa là bắt đầu chương trình là trong từ 12 giờ tới 12 giờ. Chị Kelly ơi, có chị MC đang kiếm chị tìm áo. Chị MC đi lên lầu chứ đừng kiếm chị cô đi. Dạ em ở đây, em ở đây. Ủa? Áo chị đã đưa hồi sáng trong cái thùng rồi nha. Đây, áo chị đi lên lầu giùm anh, đồ có đồ chứ. Chị đã đưa rồi. Rồi. Chị để đồ đây. Trên này đúng không? Hồi sáng chị đưa. Chị tên gì chị? Diễm Hương, Diễm Hương. Chị Diễm Hương. Hồi sáng là đã đưa đồ chị thử nha. Mấy cái đồ mà cho MC là chị đã giao cho Viễn rồi đó. Anh Viễn không có ở đây bây giờ chị giao okay. Cho được không? Được. Anh Viễn không có đây nè. Một em cứ cái nào vừa. MC lên lầu. Chị ơi, em dẫn chị lên lầu nha. Làm gì? Đồ của chị ở trên lầu. Không biết cho chị mua đồ của chị lên lầu. Vậy thôi, vậy bưng. Mồm bán cái đó. Đây là ở đằng sau hậu trường các bạn. Ở dưới đó. Còn chị Phượng ơi, báo, xong rồi chị đưa lại cho mấy em. Khi mà mình diễn xong rồi, chị đưa lại cho mấy em để mấy em kiếm phát nha. Đó. Rồi, good luck. You look beautiful. Oh my god. Đẹp quá. Tối không ngủ được. Không ngủ được. Chúc mọi người hôm nay thành công nha. Chúng ta chỉ diễn những bài mà em nói ở trên group chat thôi. Mấy giờ nhận giấc mơ tạo cảm thầy. Coi cái program ra đây, em chỉ cho cái program nè. Nha. Đây, program là ghi hết giờ giấc ở đây, nhìn lại trên này giùm okay. Em. Ok, good. Nha. Chúc mình lên tay rồi không kịp cái mặt này, chỉ hát tóc cao luôn được không? Hay là hát hay? Tùy chị, nếu mà không kịp á, thì chị bỏ cái nón ra thôi. Ok. Dạ, yeah, ok. Có phải bỏ. Lát nữa chị sẽ bỏ ra. Hi, Siri. Hi, you look so beautiful. It's so nice. Very beautiful. What's your name? Alex. Alex, so why did you join the Taste Vietnam Festival? Because I really like this culture. And yes, and you look beautiful in it. So, yeah, I would have
you so much. Your visa. Okay. So you can come into the waiting room? Yeah. Very nice, Yithan. Chia quay. Thì ù cái bới đi rồi xong rồi họ đeo thì họ phải ngưng khi mà họ đi thôi nhé. Oh my goodness. Thank you so much, Sunny. Big thank you. Hả? Em lưu bu quá, em sorry chị U. Bây giờ là cái ló nó khó khôn, chị U cứ tự biên tự diễn nha. Chỉ cần nó bới lên đại khái là được rồi. Hai em. Ok, đây. Em ngồi đây đi chị U. Chị ấy lên Thái là lúc chị ấy lên Thái có cần phải đội nón không? Không đội nón là tại vì chị cho em mấy thứ kia không có nón cho nên chị không có đội nón. Chị hát hai bài đầu là parade luôn, sao rồi chị mất kịp. Chị hát tốt ca, rồi chị hát bài quê hương, rồi xong là parade. Như vậy là chị không nên mặc áo đỏ, áo tím. Nếu mà chị làm nhiều vai trò thì chị sao chị làm kịp. Chỉ có hát cái tiết mục đầu tiên với lại tốt ca. Tốt ca luôn. Dạ, yeah. Vừa tốt ca. Vậy thôi, chuyển cái áo tím của chị cho người khác đi. Chuyển cái chị cho người khác chứ không kịp. Yeah. Chị sẽ không kịp chạy đâu. Đó ra ok nha. Yeah. Đúng rồi, tạm là tại vì cho tiết mục này thôi. Sau khi đó là em có thể lấy ra. Nếu mà muốn thì có thể cho vào sợi nó rơi đằng trước cũng được. Chị lấy ra vài tập. Lan giúp áo móng giùm em. Okay. So Vincent, chào anh Tị. Chị làm xong rồi. Bây giờ chị làm gì? Đăng ký làm model đó, sáng hay liền đó, phải phụ trang trí. Dạ đúng rồi, mình vẫn phụ trang trí. Cứ phụ trang trí rồi phải không? Dạ đúng rồi, dạ okay. Chị. Dạ. Tại vì bên họ họ đã đủ người rồi, dạ chị. Ok, họ cần cái gì? Cái bàn hả? She's asking for like the dance group. They said they wanted the booth for like advertising and stuff, right?